Ok, trong bài ngày hôm nay, trong cái buổi nhật ký học tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về một cái từ vựng của bài 4 của cái giáo trình Minano. Chúng ta sẽ học nhé. Đầu tiên là ukimasu, remasu, hatarakimasu, yasumimasu, benkyoumasu, owarimasu, debato. Ginko, yubin kyoku, toshokan, ryujikan, ima, ji, nan, nanji, pung, nan pung, asa, hiru, ban, ototoi, kyochu. Ở trong phần này mình nhầm nhá. Kyo là hôm nay, kino là hôm qua. Đấy. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ thấy là okimasu, dậy, thức dậy. Remas, ngủ. Hatarakimasu, làm việc. Yasumimasu, nghỉ ngơi. Benkyoumasu, học. Owarimasu, kết thúc. Ginko, ngân hàng. Debato, là bách khóa. Jubin kyoku, là bưu điện. Và kết thúc cái bài học ngày hôm nay nhé.